Giang Sâu Việt đồng tình khi Đại Nghĩa chia sẻ việc đàn em bị chèn ép. Câu chuyện những nghệ sĩ vừa bước chân vào làng giải trí khi bị xem thường đã là điều quá quen thuộc vào những năm qua. Lĩnh vực nào cũng có sự cạnh tranh, ma cũ hiếp ma mới là điều diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống. Và công việc nghệ thuật cũng chẳng ngoại lệ. Mới đây nhất, Đại Nghĩa đã có dòng trạng thái khá dài nói đến vấn đề này. Dù anh không phải là nhân vật chính, nhưng chứng kiến những cảnh ngang trái buộc lòng nam MC phải lên tiếng chấn chỉnh. MC Đại Nghĩa bức xúc việc đàn em không được tôn trọng. Nói đến vấn đề không hay đang diễn ra trong lĩnh vực nghệ thuật, nam MC thẳng thắn: mấy em ơi, chỗ anh em đồng nghiệp anh nói nghe nè, chúng ta làm nghề này vất vả để có được một chỗ đứng nào đó. Dù là cái chỗ nhỏ xíu vừa đủ bàn chân thì chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều khổ cực, đắng cay và tủi nhục nữa. Vì vậy, khi đã có chỗ đứng rồi thì mình phải biết thương mấy em nhỏ hơn mình đang chơi vơi, đang tìm chỗ để bấu víu. Mấy đứa nó nhỏ, nó mới vô nghề nên đương nhiên cái nghề nó không bằng mình. Nếu nó dở mình chỉ dạy nó, hoặc có thể mình la nó với sự chân thành để nó tốt hơn. Làm vậy tụi nhỏ nó sẽ nể và kính trọng, thậm chí mang ơn mình nữa kìa. Đại Nghĩa thẳng thắn chỉ dẫn về cách cư xử. Ngay cả thái độ và đạo đức làm nghề thì mình là anh chị, mình càng phải làm gương cho tụi nhỏ nó theo. Nếu mình sai thì mình phải dám nhận lỗi, chứ không phải nghĩ mình lớn rồi mình có quyền sai. Còn tụi nhỏ vừa phạm một chút gì đó thì hăm dọa đòi đuổi rồi cắt vai này kia. Tụi nó còn nhỏ, nói vậy tụi nó sợ tội nghiệp tụi nó lắm. Hãy nghĩ lại ngày đầu lúc mình bước chân vô nghề, mình đã từng gặp những câu chuyện ngang trái như vậy như thế nào, lúc đó cảm giác của mình buồn tủi và uất ra sao. Hãy nhớ điều đó để mình đừng làm vậy với mấy đứa nhỏ sau này mới phải chứ. Mấy đứa nhỏ nó bị ép, nó không dám nói, nhưng chắc chắn sự tôn trọng mà nó dành cho mình sẽ không còn nữa. Chưa kể những chuyện này đến tay các anh chị lớn hơn các em, thì các em nghĩ xem các anh chị có còn thích các em nữa không? Các em có còn rộng đường hoặc thoải mái để làm nghề nữa không, với những lời nhận xét của các anh chị kiểu như: nó mới ngon ngoe có chút mà đã vậy rồi, được hơn chút nữa thì ai chịu nổi. Anh sống trong nghề này đã lâu, đã từng chứng kiến bao biến đổi, những cuộc xoán ngôi, những cú lật đổ ngoạn mục. Khi mình đang trên đỉnh, mình không có ai ra gì, chèn ép đàn em, đến khi đàn em nó tới thời, nó chiếm cái vị trí của mình khi xưa, hoặc có khi nó ngồi còn cao hơn mình nữa. Lúc đó nhìn thấy xuống, mình bằng nửa con mắt, như vậy ê chề lắm các em à. Là người từng có nhiều thăng trầm trong công việc, Đại Nghĩa khuyên mọi người, hãy làm sao để cho dù thời gian qua đi, thời thế có thay đổi thế nào đi nữa thì thế hệ sau vẫn dành cho mình sự kính nể, cả về tài năng lẫn đạo đức thì mới được. Không phải là tất cả nhưng vẫn có một số em đang như vậy. Nên anh nhắc nhẹ cho các em bình tĩnh lại một chút mà làm nghề cho tốt các em nhé. Mẹ chồng chèn ép nàng dâu, rồi cũng các lúc nàng dâu lên ngôi mẹ chồng, thì hãy nhớ để đừng chèn ép mấy nàng dâu sau mà tội nghiệp. Chớ làm quá nổi điên, nó quay lại cào mặt mẹ chồng thì đừng trách sao nó hổn nha. Sau việc đồng quan điểm với Đại Nghĩa, ngay khi đọc được lời nhắn nhủ từ Đại Nghĩa, các nghệ sĩ cũng nhanh chóng bày tỏ quan điểm cá nhân. Bởi lẽ một số người hiện tại nổi tiếng thì ở trong quá khứ, họ cũng phải trải qua những trường hợp bị chèn ép tương tự. Lê Dương Bảo Lâm: dạ em biết rồi, em sẽ không chèn ép Khả Như Trần nữa. Đàm Vĩnh Hưng: xuất sắc, có tâm có tầm, xứng đáng trao tặng danh hiệu nghệ sĩ của nhân dân. Anh thích quá, rất thích đúng những gì anh đã từng nói và sẽ tiếp tục nói. Nam Thư: ấy cha, để anh Nghĩa của em lên tiếng chắc là khó coi lắm rồi nè. Vũ Hà: anh có dám nói gì đâu em trời ơi. Võ Đăng Khoa: dạ anh, Nhật Kim Anh chuẩn anh tôi ơi. Thu Trang: chà chà, gì mà căng dữ vậy, ai vậy anh tắt tên luôn cho mọi người biết nữa nè. Hứa Minh Đạt: gì mà anh tôi phải lên tiếng luôn vậy, tôi bên phe anh tôi đó nghe. Thu Trang cũng từng bị chèn ép nên cô còn muốn nhắc hẳn tên người đó đang cố chèn ép các nghệ sĩ trẻ. Đã có rất nhiều nghệ sĩ từng bức xúc khi mình bị xem thường, các vai diễn hủy lịch quay chỉ vì không nổi tiếng, không có mối quan hệ bằng đàn anh đàn chị. Đây là một trong những vấn đề chẳng mấy hay ho diễn ra bên trong hậu trường, từng được nhiều người bóc phốt nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.